lắm rồi, năm nay dự dự qua năm nay nó dồn dữ lắm rồi. Tháng 3 này là tam quả sát, tam đại sát. Tháng 3 này là nó trùng tới ba cái thìn lận. Bởi vì tự tháng 3 này, trong tháng 3 này tôi lo tôi canh hoài. Không rồi ở chỗ nước ngập là quận 3 đó, thì chiều dân là quận 3 cũng chẳng ngày tháng thìn, ngày năm thìn, tháng thìn, ngày thìn đó. Rồi còn hai cái thìn nữa, còn hai cái thìn trùng trong tháng 3 này nữa nè. Rồi, hai bữa nữa thì tới ngày ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ủa tháng này tôi cũng lo cúng kính và lo trực cái về quyền cơ nhiều. Tháng 3 này kỵ con thỉ lắm. Rồi trời, bây giờ bên bển Iran nổi lên đánh rồi đó. Hôm rồi tôi có nói đó. Hôm rồi tôi nói Iran mà nổi lên đánh rồi là động tới nguyên tử hạt nhân đó. Dạ, thấy ghê quá nha. Ý Đánh là bữa 13 rồi. cái Tôi đọc nguyên tử hạt nhân, nguyên tử hạt nhân này mà nó quýnh ra là mình có ảnh hưởng gì không tỷ? Mình ở bên Việt Nam có ảnh hưởng gì không? Trung Đông rồi nó sang Á Đông, mà ở bên bển nó bị nhiều lắm, bị nhiều rồi bắt đầu nó mới sang qua Á Đông. Ở bên bển trước đó rồi nó châm ngòi chiến tranh. Tại vì hôm hôm rồi là ông cũng là bên Trung Quốc là cũng hậu thuẫn cho Ukraine nè, với Nga đó, rồi trận chiến ở đó đó, rồi Iran thì hậu thuẫn cho là Hamas đánh với Israel nè. Mà bây giờ nó đụng chạm tùm lum hết trơn cả khối NATO rồi phương Tây, rồi bây giờ đánh bật là Israel rồi, kỳ này bắt đầu chạm tới nguyên tử nè. Bây giờ đánh cũng như là đó là thánh chiến, thánh chiến gần nữa tới bên này có Phật chiến nè. Mà khi mà Thất Sơn là giao chiến thì về mà ở bên bển xong rồi là lan tới Á nè, là hai châu là giáp mối ông hầu mới ra, thì ở Trung Đông sang rồi đến Á Đông nó cũng liền với nhau như vậy. Bây giờ là ở bên là mà Trung Quốc với dưới biên nó cũng động ở biên giới lắm, mà cũng như đến lúc Dạ, ở trên đệ nó cũng lu bu lắm mà tỷ, nó cũng gần gần đai biên giới nó cũng lu bu lắm, nó cũng lộn xộn lắm. là nó tập trận rồi bên bển dữ lắm, nó làm dữ lắm. Bây giờ ở bên Trung Đông đó là cái hơi nguyên tử nó ra kỳ này nè, nó ra kỳ này là kỳ này nó là nó đánh tới chậm tới nguyên tử luôn. Mà Nga với Ukraine này là một chuyện rồi, rồi bắt đầu bây giờ đồng minh cũng vô đánh dài dài, rồi trận này trận lớn, trận trở lại mà đánh Israel đánh bật trở lại nè. Cũng như giờ Hamas thì đánh thẳng, ủa bên Iran nó đánh thẳng qua Israel rồi, rồi bây giờ Israel đánh bật lại nè. Mới đánh cái bữa tối 13 tháng 4 này nè, nó đánh qua 100 tên lửa rồi, rồi đưa máy bay không người lái qua đánh chính thức rồi, rồi mới là chuẩn bị thôi. Bây giờ nó đánh rồi, nó đánh rồi thì các cái điểm mà nguyên tử đó là nó đưa lên tầm, bây giờ lên vũ khí tối lên dữ lắm rồi, nó đánh ghét tới Triều Tiên nhảy ra. Thì hồi đó nói là tới khi Myanmar đó, Myanmar với là người dưới Miến Điện tôi qua liền năm nước trực tràng đó, thì khi đó là khi đó có Miến Điện nữa, mà Myanmar với Miến Điện đánh là đợi tới, mà bây giờ Myanmar đã đánh rồi, bây giờ còn còn Miến Điện. Mà Miến Điện kỳ này qua liền năm nước thì có Miến Điện nè, mà ở trên nói với tôi là kỳ này có Thái Lan qua nữa. Tôi thấy ông Tập Cận Bình hôm qua ông đứng bên đây rồi, thì ký 36 văn kiện hồi trước, ông Trọng đi ký 36 văn kiện dân không được hay biết hết, nên tôi mới thấy ông Tập Cận Bình qua đứng bên đây rồi. Mà nhà giàu sao nó cũng phải đánh trận cuối này chứ, cái gì cái lưỡi bò nè, ở biển nè, ở trên đó xong rồi bắt đầu xuống dưới biển, lan xem nay xuống dưới biển mà tới Việt Nam mình đó là giáp mối rồi, tới Biển Đông rồi bắt đầu ảnh hưởng tới hàng không, tới Biển Đông rồi thì cũng gần tới khi 72 giờ đi ăn tối luôn. Bởi vì mới nói 7 ngày mà mê mang thất trận, mê mang bất tận trận kỳ ba đó là cái đợt mà nguyên tử này nè, 7 ngày đêm đó, thất nhật đêm đêm là cái trận nguyên tử này nó buông ra. Rồi tới là 72 giờ đi ăn tối là tới Triều Tiên, tới Triều Tiên mà đánh là gần với 72 giờ đi ăn tối. Bởi vì cái gì mình cũng chuẩn bị chứ. Rồi tôi đặt đèn năng trời đồ này kia tôi chuẩn bị, còn dầu nến đẹp bật năng lượng mặt trời này kia. Tới mà khi 72 giờ đến tối 3 ngày đó hàng là tắt mạng sóng internet toàn cầu luôn, bởi vì cái gì là mình lo trước, lo trước Dạ, nó sụp luôn cái mạng luôn ha, rồi mình không có điện, không có nước, có gì chứ cả tối hù luôn hả tỷ. ba ngày luôn, 3 ngày đêm đó là gọi là
cái Tam Nhật Bình Quang, gọi là Tam Nhật Bình Quang, thì khi Triều Tiên mà nổi lên nó đánh nữa đó, hiện bây giờ là nó cũng là bên ở bên đó, nhưng mà đồng minh cũng Mỹ đồng minh với Hàn Quốc mà giờ tập trận ở đó rồi, tập trận ở đó rồi, các cái khối đồng minh là kỳ này như nó đánh đoạn sàn ngầu hết chứ, nó cũng như chiến tranh mà kiểu mà nó lan rộng, cho nên tới Triều Tiên này là mấy gài nó cũng là cảnh báo hạt nhân đồ này cái dữ lắm, mà tới thằng lùng này Triều Tiên này nó đánh nữa là gần tới 72 giờ đen tối, là khi đó là 3 ngày đó hen, là tắt sóng mạng internet toàn cầu hết, như nó cho các con biết sức mạnh của trời ra sao, là khi đó trời Phật ra tay để thâu ngũ hành, thâu ngũ hành đặng là còn lại cái tồn tại quả địa cầu này, chứ nó đánh sập cái quả cầu này luôn, buông ra là đánh sập bảo quả cầu này luôn để cứu vớt cái quả địa cầu, cho nên mới thu ngũ hành đó. Rồi không biết làm sao mấy gã ông năm trẻ ông kêu tôi 3 lần, ông hồi trước ông cho tôi thấy 2 lần, giờ ông kêu tôi 3 lần đó là 5 lần rồi, ông cho tôi thấy 5 lần rồi đó. Rồi ăn là chừng nữa ông năm trèo này ông còn sứ mạng, ông còn sứ mạng trên thiên đình, là khi đó là tới ông ra rồi là máy bay ấy, còn còn rớt nữa, cho nên cái cuối cùng này cái sứ mạng ông còn đó là tới chưa đâu, chừng bển mấy thánh chiến đó, mà chừng nữa bên này tới Phật chiến nè, phải chiến trường quyết lưu, tôi thấy đổi bản lại, đổi bản là người ta chết quá chừng chết, treo cái bản ngay trên cửa đình Thất Sơn Bỉ Núi rồi gom lại như chiến trường quyết lưu vậy. Để hồi đi, để hồi đi rồi cái hỏi tôi nói cái dài dài những công chuyện chỗ ít ít vậy đó, hỏi tôi nói một thứ một ít vậy, giờ nó nắng quá để cho nó bớt bớt nắng cái chút, bây giờ nóng luôn rồi, cho nên nó tháng 3 này trở về sau đây nè, rồi bắt đầu á chưa đâu, rồi bắt đầu hàng nó nóng khô hẳn nghe, nóng bây giờ 40 hơn 40 độ nữa vậy đó, cạn khô vậy đó, chứ tới mưa tới một cái mấy gà cũng kêu tôi cái việc mưa này 2 3 lần rồi, tới mưa một cái bắt đầu trở lại nó sạt núi, bây giờ thành như cái đồi trọc nó khô rồi, các cái cây rễ nó khô nó cháy rồi, thiệt hại hoa màu năm nay đói, bởi vì vận chuyển được gạo từ thiện cho năm nay đói vậy đó, khắc phục chưa được thì tới việc khác nữa đó, khô cháy hết, cái tới mưa bắt đầu luôn, tới mưa thì nước mênh mông rồi bắt đầu tuôn đá xuống, hôm rồi động đất ở ngoài Hà Nội có 4.0, động đất ở có 4.0 mà còn sạt đá trên núi xuống chừng 1,5 m 2 m đè sập nhà người ta rồi đó, là không còn cái bát để ăn cơm, có động đất có 4.0 mà sạt đá xuống, nhưng mà Thất Sơn cũng tới ngày rồi, năm rồi là có nguy cơ sạt lở gần 400 điểm, cái mưa lại bắt đầu tuôn đá gớt đá xuống, mà Cái chiến này tranh nó chắc và cái đó là do phải là cái điềm báo trước đang để cho cái cơ tạng diệt sẽ lọc lừa từ cái năm thìn này phải không tỷ? bây giờ chuyển khô hạn núi non rồi chuyển cho dân biết từ từ, dân cho dân biết đặng di dời từ từ, chưa thần thiêu báo rồi là tuôn đá xuống, giờ như cái vỏ bụi nó đến giờ cũng như cái chu kỳ nó đã đến đó. Cho nên Dạ. bây giờ bệnh nó lan rộng, nó lan rộng thì á, lan rộng rồi ở bên Âu đó rồi sang bên Á rồi nó sang bên này, rồi ảnh hưởng Biển Đông rồi rồi lên đất liền, thì nó đánh vòng 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 vòng, nó đánh là chân bên phải chân bên trái rồi sừng rồi mũi rồi là phía trước phía sau, nó đánh xung quanh nó trơn rồi là trở lại đánh vào bụng rồng, tới là rồng đau đớn vùng vẫy là Thất Sơn lật ngửa vô minh ngay vàng, lúc đó là khai thành. Dạ. À, còn cái vụ mà nhật thực cái nguyệt nguyệt thực gì á vừa rồi nữa là cái đó là điềm báo gì nữa tỷ? À, để hồi tôi nói luôn, cũng nhờ Chúa cũng cho biết là điềm không có tốt, cũng mà hôm rồi tôi cũng có nói việc nhật thực đó, tôi cũng có bày nói chuyện đó, rồi Chúa cũng cho tôi thấy trước 2 bữa để hồi rồi tôi nói cái việc đó luôn. Mình ở đây cũng khổ rồi chứ đâu phải nước ngoài không, hạn hán dân chúng người ta không có nước đi đổi từ thùng từ lon vậy rồi còn gì nữa đâu, đâu phải nước ngoài không đâu. Thế ghê vậy? Thì huynh coi giống vậy là huynh thấy ở Tiền Giang rồi là Bến Tre rồi Cà Mau gì tùm lum đây. Nhiều lắm, đăng lên nhiều lắm, huynh ơi thấy tội lắm. Không có nước rửa chén, không có nước tắm luôn mọi người. Bỏ ai lấy đâu xài. Bởi vì thầy mới nói đó, sao đến Việt Sơn băng triệt thị, cùng thảm thương bá tánh quá trần, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não, cái sao cho xiết mà muội. Nói gì đó Thì đó vậy đó mà chúng ta
chưa tin nữa đó. Mà cái nước nào chỗ nào chưa thoát chưa tin nữa đó. Thì bởi vì 10 phần hết 9 phần con mà 1 phần còn lại là toàn vàng với châu mà những người đó tao đâu có tin đâu. Bởi vì Phật nói nè rõ ràng luôn đó, chúng sanh thế giới lần lượt bước, tử địa năm châu thay chất chồng, ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm thìn, gọn rõ ràng phải không mũi? Thì vậy đó, cho chúng sanh mới sợ nó tu chứ còn lâu quá thì chúng sanh còn nói trời Phật đồ khùng điên chửi thầy đồ, quýnh thấy không? Thì đó. Nhiều khi em nghe nhiều cái mẫu bên thầy mà em khóc luôn, thầy chúng ta chịu khổ chịu cay chịu đắng dạy chúng sanh thương chúng sanh mà chúng sanh không có biết thương trời Phật, cứ chửi mắng đồ khùng đồ điên nhìn tùm lum, thấy nhiều khi năm nay em buồn em khóc hoài luôn. Thì đó, bởi vì đây là lời của Phật, lời Phật thuyết, rồi mình xin nhắc lại, anh mình nhắc lại cho anh em bông đạo ta nghe, ta thấu hiểu những cái thời cơ cuộc cha mẹ tổ thầy nói bây giờ nó có ràng rồi. Năm 24 là lúc đến thời rung chuyển trời đất mà đổi hồn nhân gian, nghe thấy rợn cả người luôn. Mùi thấy giờ cảnh khổ của ta bên bển không, ta ăn tới thức ăn rồi đó, cha nọ bồng con vợ khóc à đó, tan nát sớm ghiền khổ dưới ai mà nhà không ca ở, ôi nói trước chẳng tin lời gặp tiếc ca đó, nhìn ở nước ngoài thấy khủng khiếp rồi, khổ dưới thảm chiều mai có mấy mà sợ mai sau bây giờ mình thấy bay hồn nó, bây giờ mai sau là đến việc rồi đó, thấy rồi đó chứ trước mặt mình chứ đâu. Ở dưới U Minh á, ở dưới Vạt Cà Mau rồi là nó sụp hết trơn luôn huynh ơi, quay lên huynh thấy nha, thấy tội luôn. Nhà cửa đường đi gì rồi giờ xe cộ người ta đi cũng không được, rồi lúa thóc người ta cắt vô rồi xong hạn hán hết trơn rồi, đâu có ai lấy gạo lấy lúa đi đâu được đâu, rồi người ta khổ nữa. Mùi ở Chốc Trăng rồi dưới giờ hiện giờ làm sao? Thì ở dưới sụp đất rồi xong thì nó khô queo luôn, cái đường thông mình nó khô queo nước nẻ, đi qua lại được luôn. Chứ ghê quá. Chết lần lần mới hết chứ, một cái chết một sầm sao hết được. Sàn thảy mà sàn chừng nào mà hết, hết mấy người hung, mấy người ác, mấy người không tu á, là mới yên tĩnh, chứ còn mấy người đó là sàn hoài. Thằng Iran nó bắn bữa 14 tay nè, tháng 4 nè, bắn vô một mấy trăm quả bom luôn, thấy ghê không? Ở Đài Loan cái gì mà nó sụp đất cơ bằng chết hàng hà sa số luôn Đài Loan đó Quỳnh. Rồi. Quỳnh thấy không, nó chết quá xá luôn. Bởi vì thầy mình nói mà, khắp thế giới, cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thư thớt quanh hiu mà. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu để lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho chàng hạ tường nơi dự lý. Giờ hết tối chuyện rồi đó. Giờ chỉ còn con kiếp này thôi. Tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp đó. Cứu được mình còn vớt mẹ cha thiền to một chiếc sấm ga đó. Tất nhiên trở hết là cả nhà xuống đi. Đó, giờ mình không giác ngộ, mình không hiền lành thì tiêu đời luôn. Trời mặt pháp là kỳ đại xá mà, lực tu hành chẳng khó như xưa đó. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng như mũi đang ở tại gia đó, thì là cũng được Phật đến đưa đón về, thấy không? Người sẽ có liên quê đỡ gót luôn đó. Còn lại thêm mà lỏng phép che thân mũi đó, lần này là dịp thốt chặn, không tu thì chẳng còn lần nào tu, thấy không? Thấy thấy ngon lành không? Quá quá khủng khiếp rồi, mình thấy cuộc thế giới bây giờ là chuyển lai như chống phiên dân tình hay lắm mà nghe. Nó mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam Bang cảnh khổ nó cũng cài bên tay rồi. Nó mưa đá mới Nghệ An đây nè, mới Nghệ An đây nè, hôm qua nay nè. Banh trầm nó ngoài trơn cái nhà cửa, thấy ghê không? Khắp thế giới luôn mà chứ không riêng về nước nào hết. Bởi vậy Phật nói nè, bây giờ ta lại cầm đàn lên dây cho thẳng, ta đàn Bắc với Nam rồi. Đàn kêu gã núi ông Sam mà đàn kêu ông Cấm mà ai làm gã hai mà. Thì chờ tới mùa hạ đi, mùa thu biết liền đi đâu. Tỉnh Vĩnh Long là chỗ cúng rồng, mở lớp màn là từ hạ sang đông nữa. Ngài Thánh Chúa ra đời chiếu sáng, ai lo tròn thì bản sĩ gặp ngay à. Đó. Đó, mở lớp màn là từ cái mùa hạ tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó. Bắt đầu tới mùa thu là đúng giờ của Phật á. Thu đúng hội ngao du thông thả, đông hạ thu là nhồi quả trần gian á. Đó, mùa thấy nghe thấy ớn gợn cả người chưa? Từ thu cho đến sang đông thì là mới biết lệnh ông giáo truyền đó.
Mũi ơi khổ tới rồi mũi ơi. Tại vì bây giờ đó huynh nhắc cái đoạn này là mũi đã biết rồi nè. Năm 24 là lúc đến thời, năm nay năm 24 nè, là lúc đến thời rung chuyển trời đất đổi hồn nhân gian nè. Chúng sanh thế giới lần lượt bước tử địa, năm châu thay tất trầm. Ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, hắn chỉ liền ngay đúng năm thành nè. Còn mấy mèo lui rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng nè. Thì hết năm mèo tới năm rồng nè. Nó rõ ràng cho nha. Thì em nói khổ tới rồi, ráng lo tu đi. Giờ chỉ có tu mới hết khổ bớt thôi, chứ không tu là không có đời nào mà hết khổ hết cưng ơi. Tu rồi trời Phật mới gánh bớt cái khổ cho mình, che chở cho mình. Không tu thì cái màn này thì không còn sót ai hết. Nhìn thấy cảnh nước ngoài giờ nó thiệt cái mũi quá đau khổ luôn. Thì cũng chính mình gây ra. Ôi mũi ra con người sống mà tại sao không sống mà đi tạo bom đạn hạt nhân điện tử để tiêu diệt muôn loài vạn thứ mà. Thấy không? Tại sao không sống? Tại mình. Phật biết cái Phật nói cho nè, Phật đâu có giấu mình gì đâu. Thì ba mà thì tam thế chiến kỳ là tận diệt nè. Em nói huynh hạng tháng cũng chết nữa, khỏi cần bom điện tử, khỏi gì chứ ba đâu không trợ nhóm chiều. Rồi huynh nghĩ đi, còn cái gì trên mặt đất này để mình ăn mình sống đây? Huynh không ăn thì huynh sống được không? Đúng rồi. Giờ không có nước uống huynh sống được không? Còn ai còn sống không? Không ai còn sống hết chứ. Vậy là mụ nói vô cái cảnh mà ông ba thấy nói đấy ha. Thương ba năm mà không trợ nhóm chiều đúng không? Nhà không người ở niệm nhiều nam mô thay không đất mà để bơi khô nước không uống mà nam mô đâu nào đấy ha. Quá rõ luôn. Rồi, hạng 3 năm lập trận phi liêm, tiêu nhân, tiêu vật, phi liêm lập đời. Rồi vô luôn 3 năm không chợ nhóm chiều đó. Rồi thầy mình cũng nói đó. Nãy huynh kể đoạn đó thầy mình cũng có nói đó. Thì cũng vô 3 năm hết trơn. Sau đến việc sơn băng cực thị đó phải không? Cùng cảm thương bá tánh quá trần đó. Nhìn xem trần mà nước mắt rưng rưng, cảnh áo não cái sao cho xiết thấy không? Trần như thế bây giờ nào biết cái trần nhìn xem hư thiệt mới thường. Bây giờ nhìn nó biết rồi đó. Khô đứt nó cái chân. Giờ không tu rồi bây giờ nước được có mấy 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 lon mấy thùng đó. Rồi tắm rồi hứng lại đó huynh đó. Phải đó giờ tu thì mình đâu có chịu cảnh khổ này. Thì giờ tới bên này tu đâu kịp nữa. Mùi không thấy là ta tắm đứng trong chỗ cây mai đó, ta tắm lần đấy tưới nước đó. Rồi cái ta tắm cái ta lấy nước đó, ta giặt đồ đó, mùi không thấy không? Thấy tội ghê không? Thầy chị đó, thầy mới thương chúng sanh đó, thầy mới nhắc nhở ra kinh kệ, sấm giảng để cho chúng sanh coi rồi đặng tu, mà có ai tu được như đâu. Mỗi vật mỗi mòn mà quên, mòn sông, mòn biển lại còn mòn non nữa đó. Đổi chồng, đổi vợ, đổi con nha. Đổi năm đổi tháng mà đổi trong ngày giờ luôn mà. Quỳnh thấy nước ngoài giờ rất là khổ luôn đó mùi. Mùi coi vậy mùi sợ không? Chứ Quỳnh thấy anh em ta khổ Quỳnh tội quá tội luôn. Em coi em niệm Phật không Quỳnh ơi, em khóc em niệm Phật để cho trời Phật cứu chúng sanh chứ giờ quá khổ. Mình có ăn có bạc mình thấy người ta vậy mình cũng rơi nước mắt Quỳnh à. Vậy chứ sao? Thì bây giờ là tự mình cứu mình chứ trời Phật không còn cứu nữa rồi. Nay đến ngày thiên định của cha rồi, cả thế giới phải khóc la đền tội rồi. Nó tự mình cứu mình là tất nhiên mình ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng trơn chắc thật thà đó muội, là mình tự cứu mình đó. Còn mình còn gian dảo là chửi bới ôm chùm gầy gà đó là tự mình giết mình đó. Giờ này giờ phút cuối thôi. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ đó, nói với ai chứ có sai lời. Trọng mẹ cha, kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi. Tánh ngay thẳng ta không về đổi, dù ta ăn xương nát thịt chẳng mà. Giờ này mà mình cu mà mình không coi cái rồi mình cái thân mình không trị thì rồi luôn. Đúng rồi. Coi rồi thân mình tự trị, chẳng độ xong thì Phật có rất nhiều đó. Mình nói với mụi á, ai ai cứ lấy sức mình, nếu còn tấm xấu thì mình ginh ra ngoài. Cho lẹ cuộc này nè, giờ này nè, cái năm thành này nè. Tại vì sống chưa nổ, để chừng sống nổ văn tinh, e ba tánh thì ăn năn nó quá muộn rồi. Bởi vì gán mụi ơi, ai ai bền chí ở đời, chừng nghe sấm đất thì cửa trời mở ra đó. Một tiếng sấm đất này, lông trời lỡ đất cứ phải nằm và thất tỉnh 7 ngày đêm đó, bởi vì khổ lắm. Cho nên chừng nghe một tiếng âm thanh, lạ quê, lạ cảnh, bình minh, lạ người,
lạ giọng nói rồi lạ tiếng cười, mặt mày ngơ ngáo như người cùng vuông luôn á. Là Phật mở cửa cái năm thiên ra tam quát luôn đó. Bởi vì gắn, người hiền đức như muội vậy đó, hãy lo bình tĩnh đi, tâm hướng về Đức Phật A Di hoặc Quan Âm Bồ Tát gì thì sẽ đến trường thi Di Lạc chứ không có gì hết trơn á. Vì cảnh khổ huynh sợ quá, huynh thấy anh em ta khổ quá, thằng khổ luôn. Mình ở đây có nước, có cơm, có ăn đầy đủ, ăn sung mặc sướng, rồi nhìn người ta bưng từng cái can nước, muội thấy không? Từ thành phố mà chở xe xuống dập dập á, nhưng mà cứu nước á. Không có nước tắm mà con người sống mà không có nước là vô phương rồi. Hơn cái năm tí sủ luôn á muội à. Cái đó là bệnh dịch thôi, mà cái cảnh mà không có nước là khổ lắm luôn. Rồi trong một giáp ăn cần chi tính, muốn làm hiền thì gắn nhìn đừng đang đó. Thì từ tí tới hại gũi đâu mai chiều đó muội. Thì mở hội từ năm tí, hội tí sủ khai thiên tịch địa đó, từ năm tí tới đến năm thìn này nè, là đúng 5 năm rồi, đúng không? Năm rồi đó, thì cái cảnh khổ tới rồi còn gì nữa. Quý Mão hồi năm ngoái là Quý Mão hạn chót nghe con giáp thìn nè, năm nay là giáp thìn nè, là lúc con ơi muộn rồi, ta thời lộ đến đó thôi, tu thời ứng khước thì không thời ra ma. Quý Mão là bãi tha ma, vùi sâu cái ác mà vùi người không tu đó mùi. Cái cảnh khổ quá mùi. Bây giờ chưa đâu, tới sau kìa, dòm thấy mấy bay hồn, bây giờ chưa đâu, mới à. Bởi vì thầy nói mà, khổ dữ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau. Dòm thấy bay hồn, trừ thời gian còn thiện chỉ tồn mà. Cảnh sông máu mà núi xương ta biết, chẳng như thế bây giờ nào biết. Chừng nhìn xem thử thiệt mấy thường, lúc đó rồi còn gì nữa mỗi. Nó bây giờ nó rõ ràng hết trơn rồi. Đó, chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con trâu phá cổng, năm rủ phá cổng lại thấy không? Bình dịch đó, mùi thấy rõ ràng không? Phật nói có sai nào đâu. Đến chừng đó thay phơi trồng đống cái đời hạ quân chết hết còn đâu. Cái năm rủ đó mùi thấy không? Đó, chết mà chôn không được, cha mẹ anh em chị em vợ chồng con cái chết lại gần được đâu, đem đi tiêu không đó. Mùi thấy không? Còn ở nước ngoài là cẩu xuống như xà lan vậy đó. Thì ghê thiệt chứ. Đào hố sâu chung vùi chung lấp không vậy mà ta thấy gì mà ta không tin nữa đó mùi. Đúng rồi, thì huynh ta nghĩ như cái đó là chấp chim bao thôi. Cái này mình không phải thì đâu có... cái này là mình không phải nói thiên cơ, đây là mình lời mình nhắc lại của Phật của thầy chứ mình biết đâu mà mình nói, phải không mùi? Mà cái người á, cái người tâm đạo người ta hiểu thừa tới đâu là tất nhiên cái người ta có trí thức. Bởi vậy cho nên Phật nói nè, tu mà không biết thiên cơ mùi đạo thì té ra chồn cáo mà thôi, thấy không? Tu ham giàu giấy đời đừng tới đó, Phật nói đó. Tu chay trường là tu ở ngoài môi, tu mà biết Chúa, biết tôi, biết địa lý, biết thời của Phật mới được. Nó bây giờ nó rõ ràng hết trơn rồi. Bây giờ anh em mình nó phải gắn tâm thiền đó với đồng đạo, ở trong nước ngoài nước ai cũng vậy. Tâm phải thiền, trí phải định lại. Tâm thiền, trí định cao sâu thì là báo ngọc đài châu của thầy đó. Có cái chí theo thầy thông thạo, gõ cơ đồ nghe pháp đất tràng, cấm sơn báo ngọc đền vàng, củ trùng mà thiết lập minh hoàng hỏi ra. Năm nay khổ lắm mụi ơi, huynh nói thiệt, nhắc tới đâu là nước mắt muốn rưng rưng. Huynh bên ông Kiều Lão là cũng y chang luôn huynh, từ tháng 3 cho tới tháng 10 luôn đó huynh, bên kinh của ông Kiều Lão nha. Đó, mụi đọc coi, mụi đọc coi. Nỗi buồn khôn khắp thế gian. Thấy trong trần thải ngộn nhàng lắm thai, năm nọ chưa mấy nặng tay qua năm bùi, khổ lắm vậy thì dân ơi. Tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phấy động một hồi chúng sanh. Mau mau cố thủ làm lành, chí công tu niệm không thành cũng ưng. Tháng 5 bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng 6 lẫy lần âm binh. Tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 thay nằm rằng khang. Tháng 9 dân chúng nào an, phong thần giáng xuống không còn đứng đâu. Tháng 10 nhiều sự ly kỳ, khổ lang ác thú dĩ thì nhảy ra, chạm lòng chiều lão si ga, nhân dân già trẻ đứng ngồi không yên. Đó, nghe thấy ấn rồi. Thì bước đầu năm thìn này nó bắt đầu khổ là đúng là 5 năm, 5 năm, 5 6 tháng long đông rồi đó. Thương trong thiên hạ mất dòng lan nan này. Là tất nhiên là từ cái năm thìn này tới năm dậu là 5 năm đó. Dậu Phật ra đời là tới giới bình an luôn đó. Đúng 5 năm, 5 năm 6 tháng cho hàng thử luôn đó. Bởi vì ý là chưa có gì đâu, tới 1 tiếng, 3 tiếng nữa. Bây giờ như thể chim bao, tam thinh thấy biển, dầm nao, gọng quỳnh.
còn mấy tam thinh thay đổi người vô số, tận thế đại điền người đức cố tái lai luôn, thấy không? Trời ơi, tới cảnh tượng đó thì thôi muội ơi chết dữ lắm. Bởi vì âm thinh gao, âm thinh gao khắp thinh không đó, ba đêm diệt trước mà mênh mông để cứu người là cứu người hiền như muội đó, với anh em đồng đạo rồi đó, những người hiền lành anh ta cứu cho đó. Âm thinh gao khắp thinh không, ba đêm diệt trước mênh mông để cứu người, núi tan đất sụp bới người, di sơn đảo hải mà thương người không tin đó, muội thấy không? Chứ cũng kiếm không? Tới cảnh tượng đó thì thôi, tới mà ông két ông ga nữa. Mẹ đây con vừa trên chót núi mà, có con chim đá nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng dãy, lớn lao bay khắp mà mẹ đấy con mỗi lần nó gấp mà, muôn ngàn người cũng được như thường. Thế nghe thấy không? Thế ghê chưa? Mỗi lần cánh nó quạt chương, nhà cửa sập rồi phố phường tan nát đó, mùi thấy chưa? Lời những lời câu hai nói giờ nó lộ trơn rồi. Nga sức đau binh gây đại chiến, Nhật Tàu trổ mặt thì sấm dân dày chứ không có gì trơn. Nga đã sức đau binh nó 2 năm nay rồi đó, cho nên nó không có còn gì nữa trơn. Anh em chúng ta phải ngán nghe lời thầy với câu hai mới được. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc đó, buông ra rồi mà khó hốt lại nào, tục gần lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình đó. Bây giờ sự vui buồn trọng kinh thương ghét đó, thường do nơi cái mồm mép mà gây nên, chỉ trong một tiếng cắt lên hoặc tan sự nghiệp, hoặc tan cửa nhà đó. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh đó. Nói tổn đức rồi nói sanh ra thù quán đó. Nói chia lìa nói tiếng chi chua thì là nhất định phải chừa đó. Dù ai cãi lưỡi mà không thưa mà thốt lời đó mũi ơi. Đúng là cái mùa thu năm nay luôn nha mũi. Từ thu cho đến sang đông thì là mới biết lĩnh đông giáo truyền đó. Thu đúng hội là ngao du thông thả, đông hạ thu là nhồi quả trần gian rồi. Nó thình tị cái bị sức quay rồi, cái quần công ấm đố ai ở chùa này còn gì nữa. Yêu trang rồi đó, dạ. Rồi ổng Quỳnh nói cái vụ ở chùa em phải nhớ à, chú Văn Thới ổng cũng có nói nè, thấy đời kẻ khóc người buồn, bây giờ mới biết ở chùa là đây, mấy lâu chơi Phật chẳng hay, bây giờ mới biết bỏ thay hội này đó. Yêu trang luôn. À, đúng theo những lời của Phật, của Thánh, của các bậc tiền nhân ông ba ngày xưa nói cho người. Nó vô cái cảnh khổ tới rồi, vào cái năm thìn này còn gì nữa. Nó mụ thấy bây giờ là chiến tranh đồ ở trên thế giới rồi, thôi khỏi nói rồi. Nhà cửa gì tan nát ở trên rồi, động đất ôi tùm lum, nước dưng ở nước Nga đó, nước dưng tới cái nén luôn á. Quá khủng khiếp luôn. Rồi Huynh cũng cảm ơn mụi nha. Dạ. Huynh cũng cầu chúc cho mụi và anh em huynh đệ đồng đạo thân tâm thường an lạc, vui vẻ với hàng ngày, làm hết các việc từ thiện, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Tại vì cái thời kỳ này, lúc này là mình phải tịnh thanh mụi à. Niết bàn tịch tịnh, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh đó. Cho nên bài này giả điếc phải giả câm luôn, biết ăn, biết nói và sôi tâm của mình. Xôi là cái tâm của mình, có lầm, có đúng lời của thầy dạy chưa, mình có hiền chưa. Ấy cho nên thầy nói nè, lòng hiền phải giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai, mình giữ chữ hiền từ sáng tới chiều đó, rồi cái mình đi ngủ sáng cũng vậy, có chuyện làm có, mình giữ cái chữ hiền đi làm cũng hiền, mà đi đứng nằm ngồi y chánh pháp đó, thiền từ thầy rước lại non bồng chứ không có gì trơn. Cứu lương hiền chẳng cứu người lung nữa, thì cái người hiền cứu thôi, chứ không còn nói người tu nữa, mà nữa tu mà ông hiền Phật không cứu đâu, phải không muội? Dạ. Bởi vì thầy nói trước cái chân đó, bước vào chùa gặp Phật lại dài đó, lui khỏi cửa ra tay cấu xé, thấy quyền quý nó hay giữa mé nặng mỡ bưng, những kẻ hung trùng nó có trước mặt mũi chứ đâu, đúng không? Tại vì không diệt được tâm ma của mình đó, thành ra nóng nảy sân si đó. Bởi vì cho nên thầy nói nè, ai muốn tầm đạo cả câu sâu, hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, thấy không? Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong thì mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Thì bây giờ mình muốn tìm lại chính mình, thì bây giờ mình phải tìm lại là cái ông chủ nhân ông của mình, là chính cái bản thân của mình đó, là cái tánh hạnh của mình đó. Gắng mà tìm được cho ông chủ nhân ông, còn ẩn lánh trong vòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không cũng,
giáng chi tầm mộng mở tánh linh gặp lòng ngộ rồi chẳng để nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục là mình thấy bổn tánh mình rồi đó. Bởi vì thầy nói đó, thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Bây giờ vậy là mũi đó thấy cái tánh của mũi rồi đó, là mũi đó là đắc đạo tại thế chứ đâu. Cái tánh mình đó hàng ngày mình, cái khẩu nghiệp mình ra vừa nói với anh em huynh đệ đồng đạo này kế bên mình này, chứ có đâu. Học Phật mà tu là tu nhân đó, mà mình tu với chúng sanh đó, mà tu với anh em mình đó, mình đối giữ lợi nghĩa chí tính cho nó tròn vậy đó mũi. Vậy là mũi đã làm tròn rồi đó. Rồi huynh cũng cầu chúc cho gia đình mũi thân tâm được an lạc nha. Rồi. Thì qua một tuần lễ vừa qua thì Quốc Tạo đã cung cấp tất tần tật những cái món đồ của mình đến tặng tay cho bà con, cũng như những bà con cần tiêu dùng và đáp ứng mọi nhu cầu. Thì kính thưa bà con, thời gian gần đây thì Quốc Tạo luôn không ngừng nâng cấp những sản phẩm của mình lên và luôn luôn đi học hỏi những vị thầy ở trên vùng Bảy Núi và những vị thầy ở ở nơi gọi là ở trên núi Tà Lơn. Thì qua quá trình học hỏi thì Quốc Tạo đã quen rất là nhiều người sư phụ rất là dạy rất là hay những cái bài thuốc dân gian, những cái bài thuốc mà hầu như là hiện bây giờ trên cộng đồng mạng là chưa ai cung cấp cho bà con dùng bao giờ, nhưng mà đến tay Quốc Tạo thì đã thành công và đã nếu mình chịu làm thì chịu thành công. Bà con mình chịu cực khổ một chút là mình sẽ có những bài thuốc tốt cho bà con dùng mà. Thì qua quá trình nghiên cứu thì nơi đây Quốc Tạo có cho bà con một cái tin vui, đó là ba chai dầu diêm son Quốc Tạo hiện bây giờ tất cả những cái combo Quốc Tạo từ cái mí này kêu bằng là một chai rượu so bóp, hai chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, hai chai thuốc nhỏ diêm son và ba chai dầu, tức là combo Quốc Tạo thì hiện bây giờ luôn học hỏi, luôn không ngừng học hỏi và nâng cấp lên. Thì quý vị cho quý vị thấy đây là một loại dầu được Quốc Tạo chế biến là phải xong rồi quý hai cái loại dầu này mình chế biến xong rồi nó ra cái nước trắng, xong cái mình lấy nước trắng mình ngâm với một cái số thuốc bắc trong đây, tức là 6 vị thuốc bắc, ngâm thêm 6 vị thuốc bắc vào đây thì ngâm quá trình ngâm là trên một tháng rồi, trên một tháng xong rồi mình mới thêm vào một cái vị. Đây là cái vị này là một lít như thế này đó quý vị, một lít đó là một triệu, lít là một triệu. Thì Quốc Tạo đã được sư phụ để đưa lại mà nghiên cứu sản phẩm hương vị trong đây đưa lại cho mình, thì hôm giờ bây giờ là nó được nâng cấp thành là cái chai dầu như thế này, là cái chai dầu vàng chanh. Còn khi Quốc Tạo nâng cấp cái chai dầu cái thế hệ thứ hai đó là nó màu như thế này nè quý vị, nó cái màu là nó màu thuốc bắc đó, nó đậm đặc hơn một chút, nhưng đậm gì nè quý vị. Rồi từ cái màu này nè mình mới chế cái loại này vô nè, cái loại gọi là hương vị của sư phụ Quốc Tạo chế ra nè đó. Thì xin tạm giấu cái hương vị này nha, thì bà con dùng mà con biết liền, bà con dùng mà con biết cái hương vị nó đặc biệt liền. Thì chế vào nó sẽ thành là cái màu vàng chanh, đây là cái màu vàng chanh, đây là cái thế hệ thứ hai, đây là thế hệ thứ hai của chúng tôi nâng cấp lên là maximum lên như thế này, và thế hệ thứ ba chúng tôi đã cải cách lại thành là cái màu vàng chanh như thế này. Thì cái màu vàng chanh này nó đặc biệt như thế nào? Kính thưa bà con, nó quy tụ tất cả tinh túy những cái gì mà Quốc Tạo học hỏi được từ ba vị sư phụ. Thứ nhất, vị sư phụ đầu tiên làm cho chúng ta hửi vô nó nồng, nó cay. Sư phụ thứ hai hửi vào nó sẽ cay nồng dai hơn. Ví dụ như sư phụ đầu là nó có khoảng chừng trên 2 tiếng trở lại, thì sư phụ thứ ba là 3 tiếng đồng hồ. Rồi vị sư phụ thứ ba đó là nó có một cái hương thơm rất là cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt như thế này, cái hương thơm này đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nào là lỗ mũi chúng ta bị khịt khịt nè, rồi nhảy mũi, ách xì nè, vân vân, rất là nhiều cái thành phần trong cái thuốc này để giúp cho chúng ta bị viêm son, chúng ta không cần uống thuốc, chúng ta chỉ sức dầu thôi. Còn các cái bệnh lây ở ngoài không khí cũng như là Covid nè, cũng như phổi nè, cũng như phổi trắng nè, vân vân, chúng ta rất là bận tâm khi em cháu, con cháu chúng ta đi học đến trường nhưng mà không biết ở trường có bị nhiễm dịch hay là có bị gì không, tại bây giờ chúng ta sống chung với dịch và không biết nó có nhiễm rồi nó đem về nhà nó lây hết gia đình nữa đó, mình nỗi lo lắng cho mình mà không cho đi học thì nó lại là nó bị thua sút anh em bạn bè, cho nên là phải bắt buộc cho đi học. Thì nơi đây còn cô chú đi làm văn phòng, bữa nào cũng phải bắt đi làm, gia nhập vô chợ búa văn phòng công nhân viên này kia làm công ty,
thì cái chai dầu này rất là hữu ích quý vị. Bây giờ quý vị ở công ty Bon Chen ở Bình Dương đó, Bình Dương thành phố là Long An, tất cả nơi có công ty, quý vị muốn có chai dầu này rất là dễ. Quý vị trực tiếp điện thoại cho Quốc Tạo, đây có số điện thoại Quốc Tạo để đây, 0927731654, 0388937763, và con cứ trực tiếp điện vào thì Quốc Tạo sẽ gửi đến nơi cho bà con. Đó, chai dầu này á, Quốc Tạo nói trên màn hình luôn, để không thôi rồi có nhiều người lạm dụng dầu Quốc Tạo rồi đi bán lại cho bà con với giá mắc, rồi bà con không có tiêu dùng nổi, không có mua nổi thì cũng tội nghiệp bà con. Quốc Tạo chia lại bà con một chai 4.000, đúng 4.000 luôn, không 3.900 cũng không được, mà 4.001 cũng không lấy. Có nhiều người ta lạm dụng cái chuyện Quốc Tạo làm, thấy Quốc Tạo không nói rồi người ta lấy, người ta đi bán lại cho với giá là 7.000, 10.000 gì đó. Nhưng mà dầu Quốc Tạo nó đặc trưng như thế này quý vị, nó khác mọi tất cả loại dầu, nghĩa là tất cả dầu không giống Quốc Tạo. Loại dầu này Quốc Tạo làm đặc trưng từ cái trái tim của mình ra, có nghĩa là ở đây Quốc Tạo học sư phụ như thế nào Quốc Tạo làm. Thì có trong quá trình học thì Quốc Tạo học được như thế này, học được cách pha chế và học được cái như thế này đó. Thêm một cái vị này nữa thì vào thì bà con sẽ cảm giác được giống như là mình sẽ đi mình xong được luôn quý vị. Còn thơm thì bao thơm lâu, bao nồng, bao cay, để thế này nè, thơm thật thật cho quý vị đây nè, sức vô một miếng thôi bà con cảm giác được rất là xứng đáng. Nó thơm, nó thơm hừng hực, nó thơm rất là dai luôn nha bà con, thơm rất là dai, nó thơm và nó còn thơm dai nữa. Còn trong đây đó là thuốc bắc, nó dòm thấy là anh cận đúng không vậy, thuốc bắc á, mà dòm thấy là nè, dòm thấy luôn nè, nó rất là nó đậm đặc luôn á. Dầu mà dòm kiểu này thì không phải nói chứ Quốc Tạo mà tự tin luôn á. Thì bà con nói vậy được rồi, nhưng mà bà con dùng đi mới biết được dầu nó hay, nó thơm như thế nào ha. Thì sản phẩm này là xin nói bà con là chúng tôi nâng cấp thế hệ thứ ba nha. Thì ở đây là thế hệ thứ hai của nó, là nó màu vàng vàng đục như thế này, thế hệ thứ hai là thứ ba là sẽ màu vàng chanh thế này, nó sẽ có một cái mùi thơm rất là cực kỳ luôn, rất là cực kỳ thơm bền bỉ luôn ha. Nó sẽ giúp cho bà con thông mũi, làm như những người lớn tuổi rồi những người trẻ, những em học sinh đều dùng được hết. Nhưng mà khuyến cáo đừng để cho trẻ em nó quẹt trúng con mắt, nó cay ha, đó là rất nguy hiểm. Nhưng mà nó không có đến nỗi cái chuyện gì, nhưng mà nó rất là cay thì mình phải ngừa chuyện đó. Thôi cái dầu mình cho qua đi ha. Thì bà con cần bà con cứ tranh thủ nha, điện lại Quốc Tạo bao nhiêu chai cũng có ha. Cái này là cái phần thứ hai, đó là cái chai nhỏ diêm son. Thì ở đây cũng có nhiều giới thiệu nhiều lần rồi, giới thiệu lón qua cho bà con nghe. Cái nhỏ diêm son này thì nhỏ trị bệnh diêm son, nó có triệu chứng là ví dụ như bà con có bị diêm son trong đây nè, mình nhỏ vào thì mỗi một lần nhỏ như vậy đó, là mỗi một lần trị bệnh đó là nhỏ 3 lần, còn ngừa bệnh là nhỏ 2 lần. Đó, trị bệnh là nhỏ 3 lần trở lên. Có nhiều cô bác hỏi Quốc Tạo ơi, chị nhỏ nhiều được không? Dạ được chị. Chị cứ phân ra 2-3 tiếng cho nhỏ giùm em cái, nhỏ được hết trơn. Đó, trong đây là toàn là thuốc bắc hết, bảo vệ cho quý vị lâu trên 2 năm và không bao giờ gây tác dụng phụ ha. Mình nhỏ vào nó sẽ trị bệnh diêm son cho mình trực tiếp vào đây. Và lỗ tai thối thì mình xe lỗ tai của súc vật cũng được luôn nghe quý vị, mình xe sạch sẽ rồi mình nhỏ, mình súc vật thì mình nhỏ vào, còn con người thì mình lấy pháp bông gòn mình xe vào. Đó, nó trị rất là đại tài luôn. Trong đây là tổng cộng là mười mấy vị thuốc núi đó quý vị, thuốc núi rồi thuốc bắc, thuốc nam, trong đây rất là nhiều luôn quý vị. Thì ở đây không quên báo cáo cho quý vị là cái chai, cái đây ở đây là cái thế hệ đầu, đây là thế hệ đầu, đây là thế hệ thứ hai. Cái thế hệ thứ hai này nó có đặc điểm gì Quốc Tạo, nó có đặc điểm gì bà con nhìn thấy không? Cái chai thuốc ngứa này nè, ở dưới đây nó trắng nè, ở dưới đây nó đỏ nè. Bây giờ Quốc Tạo sẽ làm lên cho nó đỏ luôn, hết một vùng ở trên luôn. Và ở trong đây là, ở dưới đây là 9 vị thuốc bắc, ở dưới đây là 18 vị thuốc bắc ha. Thế cái thế hệ sau là 18 vị thuốc bắc ha, là chị luôn bệnh chỉ cho bà con luôn ha, chị luôn bệnh chỉ luôn đó. Rồi chị long ben lắc biến ha, hát lào la nấm ăn cả chân cả tay, lắc đồng tiền, rồi nứt giò. Và những cô chú bác nào làm ở những chợ búa nơi gần với vùng nước đó, và mình bị lỡ lét rồi đó, mình chùi sạch sẽ đi, ăn nước ăn chùi sạch sẽ, mình thôi cho để ngày 2 lần 3 lần, thì hứa với quý vị trong vòng 2 ngày là hết đó. Quý vị thôi và sạch sẽ cho đệ. Còn quý vị mà thanh niên đó, mà có những cái dùng kính của mình mà nó cũng bị rẽ lỡ u nhọt, quý vị sức vào cũng hết luôn, cái rất đặc biệt. Còn có người hỏi Quốc Tạo sức bụng được không? Dạ được luôn, nó làm cho liền da mình. Nhưng mà khuyến cáo với chị em phụ nữ là đừng nên sức nám, tại vì sức nám vô đó là mình không biết, mình ra ngoài nắng cái nó bị nám hơn nữa, nó ăn nắng đó. Cái loại này là loại thuốc điều trị chứ không phải là loại kem dưỡng da ha, mà trên khuyến cáo bà con đó. Còn ngứa ngáy này kia là bao, tất cả mình mãi ngứa ngáy gì, tất cả những núm ngoài da là mình Quốc Tạo bao ha, bao hết bệnh ha.
Tiếp theo là chai nhỏ mắt. Chai nhỏ mắt này đó là chị mây còm, mây thịt, mắt mờ, rồi lem lép mắt, rồi mắt đỏ, mắt hột. Bà con nhỏ, nhỏ một ngày vậy đó, là nhỏ chị bệnh là 3 lần, 3 lần trên, trên 3 lần cũng vẫn được ha, cũng phân cách ra giống như thuốc diêm son. Còn mà nhỏ mà ngừa đó thì 2 lần ha. Còn có bà con nói ủa sao cái chai này nhỏ nhỏ mắt mà chị sợ nhỏ vô con mắt nó nguy hiểm. Vậy quý vị cứ yên tâm ha, cứ nhỏ thoải mái, đừng sợ, tại đây là thuốc mắt tạo làm ra, mắt tạo nghiên cứu rất là kỹ mới làm ra hết bà con. Ở đây là rất là nhiều thành phần. Thì khi mà bà con nhận chai thuốc nhỏ mắt này qua cái clip này là chúng tôi đã nâng cấp rồi ha. 2 ngày sau chúng tôi sẽ nâng cấp thuốc nhỏ mắt này lên. Cái màu á giới thiệu cho bà con luôn, cái màu hiện giờ là nó đang là màu vàng ha. Chúng tôi để rất là nhiều, chúng tôi để thêm 4 ký quỳnh liên, 1 ký 2 triệu, tôi để 4 ký nữa. Thì bây giờ cái màu nó sẽ trở thành lại cái màu sậm sậm gì nè quý vị, cái màu giống gì nè, màu giống gì nè nha, nhỏ mắt chính xa thế hệ màu giống gì nè nha đó. Bà con khi nhận được cái này là cái thế hệ đầu nha, còn thế hệ sau là chúng tôi sẽ nâng cấp nó nữa rồi đó. Mỗi một lần nâng cấp quốc tạo tốn rất là nhiều tiền bà con, nhưng mà quốc tạo ở đây không có nghĩ về tiền quý vị, không nghĩ về tiền, nghĩ về sức khỏe của bà con. Đức thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ, thời xưa ngũ duyên kỳ, học tài thao lược giúp thì cho dân. Ngày xưa còn có những người ta hy sinh ta làm giúp cho dân chúng vậy, còn mình coi là đệ tử của thầy thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bà con dùng thuốc quốc tạo, bà con nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, bà con giái Phật tổ Phật thầy gia hộ cho con, tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B vậy đó, Nguyễn Văn Xoài vậy đó, cho con uống thuốc của cư sĩ quốc tạo người hòa hảo, con hết bệnh con sẽ tĩnh tâm tu hành để cứu độ cho đời. Bà con giới thiệu với giái gọn như quốc tạo vậy thôi, gọn vậy thôi. Thì như thế nào? Đó là chánh niệm. Đó là chánh niệm. Thì bà con niệm như đúng như gan vậy thì bà con sẽ được thành công trong cái sự niệm đó, được đáp ứng mọi nhu cầu. Hết bệnh bà con tu hành nhớ dùm nha, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đó, mình thề, mình thốt, mình hứa với ông Phật là mình hết bệnh mình sẽ làm phước làm thiện. Mà khi hết bệnh rồi mình chơi đá gà, cờ bạc, rượu chè thì cái đó ông Phật tới đó thì nghiệp của vị nó sẽ bệnh hoạn lại. Quý vị đừng đổ thừa là ông Phật ông làm cho mình bệnh thế này kia, đừng đổ thừa như vậy, mà phải tự đổ thừa, tự coi bản thân của mình đó. Rất buồn bá tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài quý vị đó. Không, hôm nay không phải là một cái buổi thuyết trình, cho nên hôm nay quốc tạo sẽ nói gọn về cái phần nghiệp lực của mình là do bệnh nghiệp của mình. Cho nên mình thầy nói lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ, nguyện sửa lòng, tức là sửa cái lòng của mình là ắt Phật giúp đời, là phải giúp cho đời, giúp. Quý vị nói cho một cái người hàng xóm mà người ta cười đã vui thôi là mình cũng có phước rồi đó bà con, chứ không cần mà phải mà cho tiền người ta hay là cái gì đâu ha. Tiếp theo thì cái chai rượu sao bóp này thì không thể nào mà nói diễn tả được cái rượu sao bóp này nó tài năng, nó siêu sao thế nào. Quý vị thấy cái trên không, hiện bây giờ một lớp áo ở trên đây, một lớp áo mở cho mình thấy rõ ràng, thấy dòm thấy mà mắt thường luôn nè. Đó là băng tinh bạc hà của Ấn Độ, 1 ký 2 triệu, 1 ký đúng 2 triệu. Quốc tạo để vô đây là 10 ký, để đây là 10 ký một lần làm, để đây 10 ký. Bà con có ai dám để cho đây 10 ký và băng tinh bạc hà như quốc tạo không? Thuốc bắc lên giá, cái gì cũng lên giá hết trơn, quốc tạo không lấy bà con lên giá bao giờ hết trơn. Bà con dùng hết bệnh mà sao nó rẻ tiền quá? Đó là do công sức, do sự năng nổ của quốc tạo để đem đến cho bà con, gọi là sản phẩm tốt cho bà con dùng. Bà con dùng quốc tạo rất là nhiều trên thế mạng, trên cộng đồng mạng này, 64 tỉnh thành này, luôn cả nước ngoài cũng dùng đồ quốc tạo. Nhưng mà quan trọng là hết bệnh hay là không mới là quan trọng, tốt hay là không mới là quan trọng. Thì ở đây chai thuốc cô bóp này không cần nói nhiều, nó là giống như là một cái ông trời đã ban cho quốc tạo hiểu biết được cái loại thuốc này. Ở đây quốc tạo ba tiệm thuốc bắc, đúng 3 tiệm thuốc bắc mới được cái chai thuốc cô bóp này. Quý vị mua một tiệm hứa quý vị không bao giờ được, không bao giờ được 3 tiệm thuốc bắc mới được cái chai rượu cô bóp này. Chai rượu cô bóp này nha, ở ngoài đường lộ đó mà 300.000 quốc tạo không đổi. Khúc này nè, khúc như đây nè, 60.000 à, 60.000 à, mà ở ngoài đường lộ 300.000 quốc tạo không đổi. Quý vị thử đi, ở thằng quốc tạo nói sao nó giống nó nổ quá vậy ta, nói thử cái chai ở ngoài 300.000 mà nó 60.000 mà nó không đổi, thử đi rồi biết. Ở trong đây là tinh túy những cái gì quốc tạo học hỏi được từ hơn 2 năm nay, quốc tạo rút nhíp kinh nghiệm đem vào đây hết cho bà con dùng cho mau hết bệnh. Có người á không có chai rượu sao bóp này á là nó cũng không có được thành công thôi. Rượu bóp này rất quan trọng. Mà đặc biệt nha, ở đây gia đình quốc tạo mới có nha bà con. Đây là đồ độc quyền nha, đây là đồ độc quyền, không có ai có cả.
tất cả đồ đây là độc quyền nha, chị Út Shop này là độc quyền luôn nha, không ai có được. Có chị Út Shop ở ngoài đường sau như thế nào đó, quý vị tự bóp hai chai quý vị so lại nha, quý vị sẽ biết liền đồ quốc cạo như thế nào liền ha. Chào quý vị, trước khi nào quý vị thấy lớp áo không, lớp áo trên gõ gàng luôn nè, trước khi dùng nó màu đục nè, đục có thuốc nè, thuốc nó ra đục gì nè, là ngâm trên 2 tháng nó mới gì, còn ngâm dưới 2 tháng nó ra cái màu giật giật như gì nè, như dầu gì nè đó. Thì ở đây là tạm từ miếng này đảo, đây kêu bằng combo quốc tạo ha, một combo quốc tạo bà con lấy lẻ là 120.000, quốc tạo báo giá luôn ha, 120.000 đồ lên giá, quốc tạo không lên giá, bà con nâng cấp thuốc lên thoải mái cho bà con dùng luôn, không lên giá bà con bán quỵ vốn, bán vui vẻ cũng bán nữa ha, không cần ha, không cần tiền bạc, bán vui vẻ cũng bán nữa. Còn bà con khi mà đi chung với bà con lấy một sản phẩm nào ở trong đây thì quốc tạo có lời được vài chục ngàn, quốc tạo sẽ tặng bà con cái sản phẩm này là 50.000 nữa, cộng 50.000 nữa ha. Rồi bà con cứ điện thoại quốc tạo lại, quốc tạo sẽ điện thoại không được thì nhớ điện lại 50 phút sau, điện lại dùm để quốc tạo sẽ gỡ thuốc cho bà con. Con ra con kêu nó vô kêu chốt mà nói chuyện nhau đó. Thì ở đây là cái chai cái cặp thuốc uống, thì cặp uống này quốc tạo, cặp thuốc này của Hồng Kông vị thuốc bắc, một lọ 100 viên, uống trị bệnh tê nhất thần kinh tọa địa điểm gai cột sống thoái hóa, bệnh nhức mỏi quý vị, bệnh nói là bệnh nhức mỏi chứ không có nói được tê nhất, tại vì nó chỉ bên cái phần tê nó chỉ hỗ trợ 50% thôi, cho nên nó không có được hay, bởi vậy chúng tôi mới có ra sản phẩm thêm là tê bì chi đó. Ở đây là nhức mỏi, một cặp thuốc này nhức mỏi này và một cái combo này là 400.000, 400.000 trọn gói, lúc nào bác tạo cũng nói đúng hết trơn, 390.000 cũng không lấy mà 410.000 cũng không được đó, bác tạo không có nhận những cái gì dư hết. Thì đây là từ cái miếng này đảo gì đây, cặp thuốc này bà con uống rất thành công, bà con uống trị bệnh tê nhất thần kinh tọa địa điểm gây cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn nó, bà có hỗ trợ những cái bệnh tai biến luôn, tai biến nhẹ luôn đó. Khi mà bà con uống trên ba cặp thuốc này thì bà con sẽ được ngừa được cái bệnh tai biến nữa, nó đặc biệt như vậy đó bà con. Trong đây có bản dịch đàng hoàng ha, trong đây có bản dịch đàng hoàng nhưng mà nó tiếng nước ngoài không, một ngày uống 2 lần là uống 2 viên, mỗi loại 1 viên uống sau giờ ăn. Bà con không hiểu có quyền gọi trực tiếp, quốc tạo sẽ sẵn sàng trả lời cho mình ha, sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm là những cái phần thuốc của mình để hỗ trợ tư vấn cho bà con ha. Tiếp theo là thuốc thuốc tiểu đường. Tiểu đường này thì quốc tạo cũng có ghi rõ những thành phần thuốc và uống như thế nào trong đây. Nước tiểu đường này đặc biệt thế này, khi bà con đặt quốc tạo, đặt quốc tạo thì quốc tạo mới đi tán ha, đặt quốc tạo mới đi tán, quốc tạo mới lấy cái tiệm thuốc bắc của mình, quốc tạo có một tiệm thuốc bắc đó, để bắt nhỏ thôi, để dành để tán thuốc cho bà con. Thì khi mà bà con ok nhận và tạo ơi chỉ lấy một cái hộp thuốc tiểu đường này thì quốc tạo mới đi tán thuốc ra cho bà con. Thì thuốc tán này thì nói với bà con, thuốc viên thì uống nó dễ, thuốc tán này uống nó khó hơn một chút, nhưng mà bà con nghĩ cái lợi của nó sau lưng khổng lồ như thế nào thì quốc tạo giới thiệu luôn. Khổng lồ như thế này, khi mà chúng ta đang uống thuốc tây chúng ta bị nóng không, khô không, khô họng không, khó ngủ không, đó cái đó là cái bất lợi đó, nó có rút hình không đó, cái đó mới quan trọng, ăn uống không được đúng không đó. Thuốc tây nó như vậy, nó có tác dụng phụ, rất là tác dụng phụ. Còn khi mà thuốc tiểu đường này chúng ta uống thay thế cho thuốc tây thì nó sẽ là đảo ngược tình huống lại, chúng ta mát nè, mập mạp nè, ăn uống được nè, ngủ được nè, bao nhiêu đó thôi quý vị. Quý vị thấy xứng đáng chưa, một ngày chỉ uống 2 lần thôi, nếu mà chúng ta thấy đường chúng ta nó bình lại chúng ta uống ngày 1 lần, còn khi chúng ta thấy đường nó lên chúng ta uống ngày 3 lần, một lần bằng muỗng canh, muỗng canh mình muốn ăn canh mình á, múc muỗng canh vừa phải uống vô, nó đơn giản vậy thôi, chúng ta pha với nước ấm nhẹ nhẹ miếng long đền vậy, ực cái một vô rất là dễ uống đó, mùi rất là dễ uống. Thuốc này đó là được gọi là gia đình của quốc tạo đã nghiên cứu ra và đã tán ra, mà khi mà bà con nhớ nha, khi bà con mua đặt hàng thì quốc tạo mới tán, có nghĩa là thuốc mới giống như bạc hà vậy đó. Khi mà bà con bữa nay tôi đặt hàng quốc tạo một lọ hai lọ vậy đó, quốc tạo mới gom lại, quốc tạo mới tán, quốc tạo không dám tán trước, tại tán trước thuốc đó nó gọi là nó mất cái hương thơm, rồi nó mất cái gọi là cái trách nhiệm của thuốc trong đó, nó quan trọng gì lắm bà con ha. Thì bà con dùng đi rồi biết, nhưng mà quan trọng với bà con đó, uống vào đường này đó là có người hỏi đường em uống liệu hết bệnh không, nếu mà nó hết bệnh là nó dốc, nó hết bệnh đường là nó dốc, bệnh đường này chết mang theo, bệnh đường này chết mang theo, nó sẽ bớt trong cái giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà đối với quốc tạo đó, thuốc này đó
là nó thay thế cho thuốc tây nó rất là rẻ, thay thế cho những loại thuốc đường khác rất là rẻ, và hai nữa nó không có tác dụng phụ, nó là thuốc bắc nó không có tác dụng phụ. Cái thứ ba nó làm cho quý vị mát mẻ nè, dễ ngủ nè, ăn uống được nè, mập mạp nè, nhiêu đó thôi quý vị, nhiêu đó thôi, cuộc sống mình nó đủ rồi quý vị. Còn thuốc kia nó trái nghịch nó hết, nó rút nè, nó rồi nó biến chứng nè, nó nóng ho nè, nó nóng hình, nó rút hình lợi giết rồi còn cây tâm, nó là vậy đó quý vị. Nó cho nên người ta mới dùng thuốc bắc đặng để chi vậy, nó không có tác dụng phụ. Tiếp theo là cái chai, là cái hộp tê bì chi. Cái hộp tê bì chi này không thể nào không nhắc đến cái hộp tê bì chi này, là tại vì nó là một cái loại thuốc, nó là một cái thực phẩm chức năng, nó được hợp tác bởi Nhật Bản, TBG. Rồi nó một lọ mà là 30 viên, uống mỗi ngày 2 lần, lần uống 1 viên. Nó chỉ cái gì? Đây trong đây nó có để luôn. Đây chỉ tê, tất cả tê các chi của mình, tê tai, tê giò, tê đầu, tê gì đó bất cứ ha. Cái bệnh thứ hai là bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu não, ù tai. Tức là khi mà chúng ta say sẩm mặt mày, chúng ta làm quá sức, quá lực, lao tâm, lao lực thì chúng ta sẽ bị say sẩm mặt mày. Đó, thời gian say mặt mày chúng ta không điều trị thì nó kéo giãn, nó kéo dài qua đến nỗi mà đứt các tĩnh mạch và chúng ta sẽ bị gọi là tai biến. Đó, rất là nhiều căn bệnh là do cái gọi là cái đầu chúng ta là một có IC, là có IC chính, cho nên chúng ta điều khiển tất cả mọi sự việc mà chúng có IC mà nó bị loạn rồi chúng ta không làm gì được quý vị. Chúng ta giống như bị gọi là mát mát đó. Cái thứ hai đó, cái thứ ba đó là rối loạn tiền đình. Nam mô Phật, đau vai gái, tức là đau chỗ cái cổ này nè. Cái cổ này nè, cái đau vai gái là do máu chúng ta cung cấp bơm lên trên cái não bộ chúng ta không kịp, làm cho chúng ta rối loạn tiền đình. Thì cái bệnh đau vai gái này và cái bệnh rối loạn tiền đình nó sẽ đi chung với nhau. Thì chỗ này nó bơm không kịp nè, nó mới lên, nó mới tạo cho trên đây nó bị rối loạn tiền đình. Đó. Cái thứ tư đó là bệnh kém trí nhớ. Đi ra ngoài trước lấy đồ cắm cây nhang rồi đi xuống quên tới quên lui, gót nước cho ông đức thầy cũng quên đó, rồi đi cắm cây nhang xong rồi đốt nhang xong ra ngoài trước lấy cái gì đó cũng quên, lấy vô nhà lấy chìa khóa, lấy cái chìa khóa 7 lần như vậy đó quý vị. Chìa khóa mà lấy 7 lần như vậy đó mà còn lấy không được chìa khóa quý vị. Nhưng mà uống thuốc này vô rồi, một hộp thuốc này ok, hứa với quý vị đồ đạc này kia quý vị ok hết, nhớ rõ ràng mùng một hết, giảng thầy quý vị nhớ luôn ha. Đó, rồi thì bà con có cần tư vấn thì cứ điện thoại Quốc Tạo sẽ tư vấn mình thêm rõ hơn nha. Quốc Tạo không tiện nói trên mạng ha. Tiếp theo là cái hộp thuốc, hộp thuốc huyết áp. Hộp thuốc huyết áp này đó là tác dụng là huyết áp và tim mạch luôn, nó bình mạch cho mình luôn, nó bình mạch cho mình và nó sẽ ổn định nhịp tim của mình. Những bà con nào ưa bị giống như là gặp chuyện con rắn con rùa gì đó mình sợ quá, hay là coi một bộ phim gì đó đâm chém sợ quá, hay là gặp có cảnh gì nó sợ quá, nó thì sợ quá tim chúng ta sẽ đập mạnh tim, nó chuyển qua bên huyết áp, sẽ tăng huyết áp đó. Thì ở đây khi uống thuốc này vào nó sẽ bình cho bà con, nó sẽ bình cho bà con, bình lại cho bà con không có còn bị như cái vấn đề đó nữa. Và bệnh tim bà con biết rồi nghe, nó sẽ ưa đột tử bất ngờ lúc nào nha, bệnh tim rất là nguy hiểm, báo tin cho con mình cái gì thôi là mình trong đây là mình ép tim xỉu rồi đó. Đó thì thuốc này nó sẽ không có làm cho cái chuyện nó xảy ra nữa. Nhà nó uống nó bình huyết áp quý vị hàng ngày ha, bình huyết áp gì hàng ngày rất là tuyệt vời thuốc này á. Thuốc này là được có tiếng Việt Nam đàng hoàng ha, có tem chống hàng giả đàng hoàng ha, có hỗ trợ kết hợp của nước ngoài đàng hoàng ha. Thuốc này rất là ok, Quốc Tạo đã tìm hiểu và đã sử dụng tất cả các sản phẩm mình, test các sản phẩm mình hết, test ok đàng hoàng cũng đưa cho người tiêu dùng ha. Tiếp theo là cái hũ tĩnh mạch. Thủ tĩnh mạch này là cũng 50 viên, tê bì cái thằng tĩnh mạch này cũng 50 viên, tĩnh mạch 50 viên và cái thằng huyết áp này cũng 50 viên. Thằng tĩnh mạch này á thì nó có nó cũng giống như thằng kia là cũng một lọ 50 viên, uống mỗi ngày 2 lần là uống viên. Thì ở đây là giãn tĩnh mạch là sao đây nè, nó có để nè. Cái gân gân chúng ta nó màu xanh lên. Nó màu xanh lè lên vậy đó, nó rất là thấy ghê. Tạo có gửi, khi mà gửi thuốc bà con Tạo có gửi theo cái tấm giấy này. Tấm giấy này là có in hình những sản phẩm của chúng tôi ở đây hết, 5 món đặc trưng của Tạo không ai có hết, 5 món đặc trưng: rượu, nhỏ mắt, ngứa, diêm son, dầu diêm son và hình của Tạo đây ha. Chỗ này là không thể nào mà mình giả được. Đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là chúng tôi có thuốc bao tử nữa. Thì bao tử chúng đây là một bao tử, đây là một bịch như vậy đó, là 6 gói nhỏ trong, uống được 6 lần. Thì bà con nói ơi Quốc Tạo ơi, chị có cần bao tử, chị bị bao tử quá thì ok em tặng cho chị một bịch ha, chị một liệu trình thuốc này em tặng bịch bao tử đó.
bà con cần thì cứ liên hệ, còn bà con nói ở bà con nói ở nhận thuốc rồi con không nói cho đâu, tạo không tặng thuốc bao tử nha. Rồi quan hỷ rồi vậy đi. Rồi còn bạc Hà Núi thì quốc tạo cũng có ở đây cũng có bán, một ký là 50.000 chia ra cho bà con, 49.000 không được, 51.000 cũng không lấy nha. Đó là bạc Hà mới đàng hoàng, mới tinh luôn, đem đã tới chỗ chủ nghĩa mới tinh luôn. Ở đây bạc Hà mới mới mình rất là khó khăn quý vị, khi mà bà con nhận được bạc Hà thì bà con gọt ra, gọt hai cái đầu ra, đầu nắm nó bỏ, héo nó bỏ, bà con căng lại là hơn số ký ha. Bạc Hà Núi thì bà con biết tác dụng đó thì lên mạng đang mình nghiên cứu hay thêm ha. Rồi thì hôm nay thì nơi đây thì quốc tạo cũng xin kết lời nơi đây, thì bà con điện lại quốc tạo mà không được đó thì bà con tranh thủ chút xíu điện lại đó, tại quốc tạo người ta điện lắm, khi bà con điện không được cái bà con bỏ qua ha, bà con cứ điện lại, còn bà con không điện thì bà con cứ kết bạn Zalo, quốc tạo sẽ chấp nhận và bà con nhắn tin vào quốc tạo sẽ gọi lại. Thì ở đây sản phẩm chúng tôi là bà con nhanh tay nha, dầu bây giờ là có loại mới ra nha, dầu thế hệ 3 nha quý vị, dầu vàng chanh nha, đó bà con dùng đi rồi bà con biết nó mùi thơm như thế nào, nó mùi thơm rất đặc biệt luôn. Dạ thì ông tạo xin kết lời ở đây, cũng không quên cầu chúc cho bà con xem video này hồi hướng công đức cùng với bà con mua thuốc quốc tạo quốc tạo lấy cái số tiền đó quốc tạo in kinh ấn tống làm trận điều của quyền phước đức đó là chia với bà con uống thuốc quốc tạo hết bệnh là phước của quốc tạo, chia phước cùng quốc tạo, chúng ta cùng nhau chia phước tới lui, bà con cùng nhau nương cậy vào nhau phước tới lui. Thì ở đây bà con dùng thuốc hết bệnh quốc tạo có phước, bà con đưa tiền quốc tạo in kinh ấn tống cho người ta, phước của bà con mình chia phước với nhau nghe bà con. Ở trong một chiếc thuyền ai cũng có phước đều gan hết trơn đó. Quốc tạo xin kết lời ở đây, ai xem video này xin hướng công đức mà mong rằng bà con hết bệnh. Ở đây bà con dùng thuốc tạo nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật dùm cho đệ, Nam Mô A Di Đà Phật bà con hết bệnh. Và khi nữa thì bà con nhớ nha, ở đây thì nhiều người nói quốc tạo có bằng tay phục dược, khi quốc tạo cầm cái hộp thuốc mà đưa đến cho bà con rồi bà con uống chỉ hết bệnh, nó đặc biệt như chỗ đó đó bà con, đặc biệt chỗ đó đó bà con nên tin tưởng vào Phật đó. Thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.